Xin chào các anh em thân thương của Phút 90 Cộng. Tuổi thơ của mỗi người hẳn đều biết đến bộ truyện tranh Ito, hay trước đây được nhà xuất bản Kim Đồng dịch lậu với cái tên Đường dẫn đến khung thành. Ngoài những tình huống gây cười của nhân vật chính Ito, thì thứ khiến bộ truyện tranh này in đậm trong tâm trí độc giả nằm ở các skill ảo diệu. Chẳng hạn như cú sút bóng say khiến nó lắc lư dữ dội trước khi vào lưới. Hay cú sút vòng cung của Sedai khiến người dứt điểm nghiêng hẳn về một phía. Nhưng ấn tượng nhất chắc chắn phải là cú sút laser, hay còn được biết đến nhiều với cái tên cú sút phi đạn, thứ vũ khí lợi hại nhất của cầu thủ Akira, biến anh thành cầu thủ số 1 trong bộ truyện này. Đặc điểm của nó là khiến bóng bay với tốc độ cực nhanh và mạnh, khiến cho thủ môn đối phương không thể cản phá được. Song cũng chính vì nó quá ảo mà không ít người cũng không ưa Ito đường dẫn đến khung thành. Theo lý luận của họ, chẳng ai có thể sút được như thế. Song Lionel Messi đang biến mọi thứ xung quanh anh trở nên siêu thực. Rạng sáng nay, huyền thoại người Argentina đã khiến cho tuổi thơ của các độc giả Việt Nam ùa về khi tái hiện cú sút laser thần sầu. Phút 55, từ khoảng 35m, Messi nhận đường truyền của Sergio Ramos, anh nhấn thêm 2 nhịp với một người không mấy khi nã đại bác từ xa như là Enpulga. Có vẻ như các tiền vệ trung tâm của câu lạc bộ Tra đã quá chủ quan. Họ cho rằng anh sẽ thực hiện một đường truyền hoặc tiếp tục rê bóng vượt qua 1-2 người nữa. Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy? Leo co chân tung cú sút trái phá, bóng bay với tốc độ xấp xỉ 100 km/h và liệng vào góc chết khung thành. Thế nên thủ môn Galon dù có kéo căng toàn bộ cơ thể dài 1m86 của mình vẫn bất khả thi trong việc chạm bóng. Theo thống kê, đó đã là lần thứ 38 Messi ghi bàn từ bên ngoài vòng cấm ở 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu kể từ mùa giải 2017-18, gấp đôi so với con số 19 của người gần nhất là Kevin De Bruyne. Vậy mà vẫn có một bộ phận fan nào đó nhất quyết nói rằng Messi vẫn chưa phải là cầu thủ tấn công hoàn hảo vì kém trong khoản sút xa. Nhưng cứ mỗi khi đưa ra các con số thống kê đầy sức thuyết phục, những cổ động viên ấy lại tạm thời gia nhập vào hội những người khuyết tật thính giác và thị giác. Một bàn thắng của Messi khi ấy không đơn giản chỉ là đập tan tham vọng tạo ra địa chấn ở Parc des Princes của Tra, mà còn hơn thế nữa, pha làm bàn thần thánh ấy còn thổi bùng lên sự hưng phấn trong tâm trí của các cầu thủ Paris Saint-Germain, vốn đang hoang mang vì sự khó chịu của đối phương. Và cũng lại là Messi, chỉ 7 phút sau, đã tạo ra màn lội ngược dòng cho Paris Saint-Germain bằng một đường kiến tạo. À không, nói chính xác thì đó là một siêu phẩm kiến tạo. Trong thế giới bóng đá, kiến tạo đôi khi rất khác nhau. Có những người chuyền một quả vớ vẩn cũng thành kiến tạo. Chẳng hạn như là Ramos rạng sáng nay chuyền cho Messi ở giữa sân và thế là ung dung sở hữu một đường kiến tạo. Nhưng cũng có những tình huống khiến cho người ta mê mẩn xem đi xem lại pha chuyền bóng còn hơn cả bàn thắng, bởi lẽ nó quá đẹp. Và đường kiến tạo của Messi cho Neymar rạng sáng nay là như thế. Enpulga nhận bóng từ giữa sân và bị đối phương bày binh bố trận phong tỏa. Nhưng với nhãn quan chiến thuật thiên tài, Messi vẫn có thể thực hiện đường chọc khe xuyên qua chiếc xe buýt 2 tầng của Tra, tạo điều kiện cho Neymar thoát xuống chống trải và ghi bàn. Băng quay chậm cho thấy, đường chuyền của Messi đã điểm huyệt 8 cầu thủ Tra đang tham gia phòng ngự. Màn trình diễn trước Tra vào đêm qua tiếp tục cho thấy phong độ hủy diệt của Messi. Trên khắp các trang mạng xã hội, các cổ động viên không ngần ngại dành hàng loạt lời ca ngợi cho chân sút người Argentina. Còn ai xứng đáng với danh xưng GOAT vĩ đại nhất lịch sử hơn Messi? Cổ động viên Juve's bình luận. Messi biến Ligue 1 thành giải đấu thực sự đáng xem, tài khoản Lê Kinh cho biết. Quả bóng vàng thứ 8 đã thuộc về Messi, một cổ động viên khác dự đoán. Đây là pha kiến tạo thứ 10 của Messi tại Ligue 1 mùa này chỉ sau 12 trận. Theo Opta, đây là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của siêu sao người Argentina. Ở mùa 2010-11 và 2018-19, Messi cần đến 14 trận để đạt cột mốc này. Thật kinh hoàng nếu biết rằng đây là thống kê của một cầu thủ 35 tuổi. Messi đang khiến cho người hâm mộ vò đầu bứt tai hết ngày này qua ngày khác. Ông thầy cũ Pep Guardiola sau khi theo dõi những gì mà cậu học trò mình chỉ bảo tỏa sáng đã không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Tôi cảm thấy tiếc cho những ai cố gắng chiếm lấy ngai vàng của Leo Messi. Tôi hứa với bạn rằng điều đó là không thể. Messi là người giỏi nhất. Cậu ấy có khả năng làm tốt mọi thứ mà một cầu thủ hoàn hảo phải làm. Và Messi làm điều đó cứ sau 3 ngày. Trong khi nhiều ngôi sao đang trong tình trạng sức khỏe không thật tốt, chấn thương hoặc là quá tải, thì Lionel Messi lại đang có phong độ rực rỡ trước thềm World Cup 2022. Chuyện các siêu sao hàng đầu thế giới gây thất vọng vì mệt mỏi, sa sút phong độ ở vòng chung kết World Cup là điều thường thấy trong quá khứ. Chưa thể quên cảnh Zinedine Zidane tự ngã sấp mặt khi Pháp bị loại ngay sau vòng bảng World Cup 2002. Trước đó là kỳ án Ronaldo phải gắng gượng ra sân vì sức ép từ nhà tài trợ, dù không đủ thể lực để chơi bóng. Và Brazil đã để thua Pháp 0-3 trong trận chung kết World Cup 98. Nguyên một dàn sao Brazil tại World Cup 2006, Tây Ban Nha tại World Cup 2014, Đức tại World Cup 2018 đều sớm thất bại vì rớt phong độ và không còn là chính mình. Trái ngược với tình trạng tạm gọi là thông lệ ấy,
giới hâm mộ Argentina đang hào hứng chờ xem siêu sao số 1 của họ bay bổng tại World Cup này. Chẳng những không có nguy cơ chấn thương, mệt mỏi hay là sa sút phong độ, Messi còn đang rực sáng ngay trước thềm World Cup 2022. Mùa trước, Messi thậm chí không được nêu tên trong danh sách ứng cử viên quả bóng vàng 2022, một bản danh sách gồm đến 30 cầu thủ. Không có gì lạ vì Messi đã phải thay đổi môi trường bóng đá, không còn điều kiện để tập trung toàn bộ tinh thần vào lĩnh vực chuyên môn như trước nữa. Gánh nặng tuổi tác là nguyên nhân khác. Nhắc lại để thấy, việc Messi chơi bóng một cách chói sáng trong giai đoạn này thật sự là một hiện tượng. Và hiện tượng này dĩ nhiên là quá hấp dẫn để chờ xem tiếp, khi chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là World Cup 2022 khai diễn. Anh không chỉ ghi bàn hay là kiến tạo, mà làm những điều ấy theo những cách đẹp mắt nhất có thể, khiến cho người xem phê như vừa được chơi một loại đồ xịn nhất có thể. Nhiều tờ báo đã xếp Messi vào vị trí số 1 về mặt phong độ trong thời điểm này, hơn đồng đội Kylian Mbappe ở Paris Saint-Germain, trên cả quái vật Erling Haaland hoặc là siêu sao Kevin De Bruyne của Man City. Messi mùa này không chỉ ghi bàn, kiến tạo thành công, mà còn thể hiện rất rõ là anh đang chơi bóng với niềm vui và cảm hứng ở độ tuổi 35. Trong 19 lần khoác áo Paris Saint-Germain và đội tuyển Argentina ở mùa bóng này, chỉ có 3 lần Messi không ghi bàn hoặc chuyền thành bàn. Anh đóng góp cho đội của mình 16 bàn thắng và 13 đường chuyền thành bàn. Đây thật sự là những con số gây choáng ngợp. Chỉ điểm qua số liệu thuần túy cũng đã thấy rằng không có ngôi sao tấn công nào ở châu Âu hơn được Messi về số lần tham gia trực tiếp vào khâu ghi bàn trong mùa bóng này. Tất nhiên, nói về Messi là phải nói thêm về lối chơi, về đẳng cấp kỹ thuật và sự sáng tạo tuyệt vời trong xử lý tình huống, hoặc bàn về ảnh hưởng to lớn đối với toàn đội, từ lối chơi đến tinh thần. Cuối cùng, chúng ta đang khen ngợi một Messi rực sáng ở câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Và liệu những gì vừa nêu có lạc đề khi Messi chuẩn bị dự World Cup trong màu áo Argentina? Không hề. Xin được nói thêm rằng Messi đã ghi đến 9 bàn chỉ trong 3 lần khoác áo đội tuyển Argentina gần đây nhất. Tận hưởng quãng thời gian chơi bóng còn lại ư? Câu nói ấy chỉ xứng đáng với những gì mà Messi làm thôi, bởi anh đang thi đấu như thể vắt hết tất cả tinh hoa ra trong mùa bóng này. Nếu có một điều ước, có lẽ nhiều cổ động viên mong rằng Messi sẽ lành lặn từ nay đến cuối mùa để họ có thể chiêm ngưỡng thứ ma thuật huyền ảo của anh một cách trọn vẹn nhất.